tuần tầng a di đà phật tu ni sa về na tam bồ đề na về na vi hòa sa ya tam a bút tha ya ma đề nam mi ra đà ya ta tổ ra tổ tam cha wa ya na yo nay về a nam ba về si tham ma tổ ta tổ pa pa phu vi sam bồ đề Anu na amamate sanam makhawasani desesi satanam akhasikhatam teina saru ayyo pandai desetu amamesanam sabayita tarisaya anukampam pekatalwe Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Tập thể học viên lớp Vi Diệu Pháp cơ bản, xin trang nghiêm thân khẩu ý, thành tâm tri ân sâu sắc đến quý chư tăng thầy tổ, các vị trưởng lão đáng tôn kính, còn tại thế hay đã quá vãng, đã có công truyền bá giảng dạy giáo pháp, nguyện cầu cho thiện nghiệp phát sanh từ nhân lành, gây dựng các lớp học công phu biên soạn và giảng dạy giáo pháp sẽ mang lại quả sức khỏe, sự an vui, độ viên mãn cho thầy và bạn. Phát triển trí huệ là một trong những việc đáng làm nhất trong đời người. Đó là lời Sayadaw Uyotika. Ban tổ chức lớp học xin cảm ơn sự có mặt, phòng bổ buổi và tinh thần học pháp nghiêm túc, tha thiết và kiên trì của tất cả các thiền hữu trong rừng. Nguyện cầu cho phước khí thanh tịnh từ việc học pháp, nghe pháp sẽ mang lại quả an lạc, vượt thoát phiền não, không bị đọa vào bốn đường ác đạo và sự thành tựu chánh trí cho tất cả. Kính thưa thầy, hôm nay là ngày chủ nhật 23 tháng 8 năm 2020, là buổi học thứ 91 của lớp Vi Diệu Pháp cơ bản. Các nghi thức trước khi vào lớp đã xong, kính mời thầy Hoàn Hỷ lên lớp. Xin chúc cho các bạn ngủ có thêm một buổi học có thật nhiều chánh niệm và sự lợi lạc. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Thân chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta bước vào buổi học thứ 91. Cũng thời gian đi cũng rất là dài nữa ha, phải công nhận này. Không ngờ là từ cái lúc đầu tiên cho đến hôm nay mà mình vẫn vượt qua được tất cả, tới được cái buổi hôm nay là thứ 91, sắp tới 100 lần ha. Hôm nay chúng ta sẽ học vào bài mới, chúng ta đi vào một cái chương rất là đặc biệt của Vi Diệu Pháp, đó là nói về lộ trình tâm. Chương này chắc phải học chậm từ từ ha, chịu khó học từ chậm chậm cho chắc cú. Rồi, trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavatang abhivadayami svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami Sampadipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami Samma sambuddhamatulang sasattham maganuttamang Apivariyapasissang Apithammatthasanghang. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chứa đựng trong Vi Diệu Pháp. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Thưa tất cả quý vị, trên sau một đoạn đường khá dài, không biết quý vị có thấy được cái như thế nào về cái học của mình, có những cái gì trở ngại không ạ? Hiểu được hay nắm được, mình nắm được hết cái ý pháp không? Nay hôm nay chúng ta sẽ đi vào một vấn đề mới cũng rất là quan trọng.
À, chào thú cô Dung Dung. À, quý vị khác chào. Cô lười sao, có hiểu hay không? Nhóm Bến Tre có nắm được hết hay không? Alo. Tìm rượu đây rồi. Không hiểu hết là cũng tốt rồi ha. Không hiểu hết tức là hiểu cũng gần hết. Không hiểu hết tức là hiểu cũng gần hết. À, cứ ôm ôm từ từ ha. Làm không hiểu mình ôm đi ôm lại. Rồi thì như vậy là chúng ta bắt đầu bước vào chương chương mới lộ trung tâm. À, thì Triều sẽ post bài lên đoạn đầu ta đọc đoạn đầu trước, rồi tuần sau chúng ta đọc tiếp bài. Cái bài này cũng dài lắm, đọc từ đoạn ha. Mỗi tuần chúng ta đọc một đoạn. Rồi mời Triều post bài và mời tất cả quý vị lên đọc. Xin chào thầy, xin chào các thí sinh đầu ban, lộ trung tâm, chúng ta quỳ thế, cha quá thù, cha đò ra, ni cha à làm ba nà, ni cha tìm nhà nà, ni cha vì thí dụ tất thà quý cha giáp phá quá tí, cha tí tiếp như rằng giá hề cha chắc cha ní về đức tâm bà ní về sự tổng hợp lộ trình của tâm sáu loại, mỗi loại sáu thứ cần phải biết là sáu vật, sáu môn, sáu cảnh, sáu thức, sáu lộ trình, sáu sự trình bày của đối tượng. Di thi như tà năng phá na cầm má cầm ma ni nít ta giá trí ni nít ta cho xề nát tí ít thà hồ tí quý xa nhấp phá quách tí. Đối với tâm thoát ly ngoài lộ trình, đối tượng thì phải có ba: nghiệp, nghiệp tướng và thủ tướng. Tất hóa các thú đò ra lầm ba nà ní quốc về quốc ta ngá về nề quá. Ở đây các phật và cảnh đã nói trước rồi. Năm các khu viền nhà nào sô ta viền nhà nào cà na viền nhà nào chiều hà viền nhà nào cà gia viền nhà nào mano viền nhà nào trà trí chá viền nhà ngà nít. Sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Vì thí dụ phá ná các khú đò ra quỳ thí, sồ ta đò ra quỳ thí, hà ná đò ra quỳ thí, chiều hà đò ra quỳ thí, cà giá đò ra quỳ thí, má nồ đò ra quỳ thí, trà tí đò ra quá thề nát. Và theo các môn lộ trình của tâm có sáu: lộ trình qua nhãn môn, lộ trình qua nhĩ môn, lộ trình qua thủy môn, lộ trình qua thiệt môn, lộ trình qua thân môn, lộ trình qua ý môn. Các khu quyền nhà nó quỳ thí, sổ ta quyền nhà nó quỳ thí, hà nó quyền nhà nó quỳ thí, diệu hà quyền nhà nó quỳ thí, cà giá quyền nhà nó quỳ thí, má nồ quyền nhà nó quỳ thí, trà trí quyền nhà nó quá xề nát. Và đò ra áp phá quách tà chí tá phá quách thí dồ chồ chề tắp phà. Hay theo thức của
cũng có sáu, lộ trình của nhãn thức, lộ trình của nhĩ thức, lộ trình của tỷ thức, lộ trình của thượng thức, lộ trình của thần thức, lộ trình của ý thức. Như vậy sự diễn biến của tâm đối với các môn cần phải tường hoàng như vậy. Xin hết. Xin chào thầy, xin chào cả lớp. Có thầy xin đọc bài lợi tình tâm chích ta quỳ thứ cha quát thù ni cha đò ra ni cha à làm ba nà ni cha quỳnh nhà nà ni cha quỳ chi nhô cha thà ni cha giáp ba quát chi chà chi quỳ chi sàn gia hề giá chắc khà quê chúng ta bà nấy về sự tổng hợp lộ trình của tâm sáu loại, mỗi loại sáu thứ cần phải biết, sáu vật, sáu môn, sáu cảnh, sáu thức, sáu lộ trình, sáu sự trình bày của đối tượng. Ví dụ như ta năng ma na cầm ma cầm ma ni mít ta giá tí ni mít ta ta xê na tí bút thà hồ tí ví sa giáp ba quát tí. Đối với tâm thoát ly ngoài lộ trình, đối tượng niệm khởi có ba nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng. Ta thá quát thú đò ra làm ba nà ni bút đề bút ta ná về nề quá. Ở đây các vật môn và cảnh đã nói trước rồi. Năm chắc khu quỳnh nha năng sô ba quỳnh nha năng khà na quỳnh nha năng điều hà quỳnh nha năng cà gia quỳnh nha năng ma nô quỳnh nha năng cha tí cha quỳnh nha na ní. Sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Quỳ thí vô ba na chắc khú đò ra quỳ thí chô ta đò ra quỳ thí khà na đò ra quỳ thí khà và ra quỳ thí khà gia đò ra quỳ thí ma nồ đò ra quỳ thí chà thí đò ra quá xề na hòa. Theo các môn, lộ trình của tâm có sáu: lộ trình qua môn, lộ trình qua nhĩ môn, lộ trình qua tỷ môn, lộ trình qua thiệt môn, lộ trình qua thân môn, lộ trình qua ý môn. Chắc khu huynh nha na quỳ thi sồ ta huynh nhà na quỳ thi khà na huynh nhà na quỳ thứ kiều hà quỳnh nhà na quỳ thứ khà gia quỳnh nhà na quỳ thứ mắn nồ quỳnh nhà na quỳ thứ trà thứ quỳnh nhà na quá xề na hòa đò ráp bá quá tà tích táp bá quá tí dồ chề táp bà. Hay theo thức cũng có sáu: lộ trình của nhãn thức, lộ trình của nhĩ thức, lộ trình của tỷ thức, lộ trình của thiệt thức, lộ trình của thân thức, lộ trình của ý thức. Như vậy sự diễn tiến của tâm đối với các môn cần phải tương quan như vậy. Xin hết. Dạ alo alo ạ. Dạ cảm ơn lời. Dạ con kính lễ ba ngôi tam bảo, con kính lễ thầy kinh, kính chào các anh chị trong lớp học, con xin đọc bài ạ. Lộ trình tâm chít ta quỳ thi cha quát thù ni cha đòa ra ni cha à làm ba nà ni cha quỳ nhà nà ni cha quỳ thi dồ cha thà quy sa giáp ba quát
ti cha ti quỳ thi sằng ga hề cha chắc cả ni quỳ đi tắp bà ni. Về sự tổng hợp lộ trình của tâm, sáu loại, mỗi loại sáu thứ phải biết, sáu vật, sáu môn, sáu cảnh, sáu thức, sáu lộ trình, sáu sự trình bày của đối tượng. Quỳ thi mút tà nằng ba na cầm ma cầm ma ni mít ta ga ti ni mít ta qua sề na ti quy thà hồ ti quy sa giáp ba quát ti. Đối với tâm thoát ly ngoài lộ trình, đối tượng hiện khởi có ba: nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng. Tát tha quát thu đòa rà làm ba nà ni búp bề ba dề nề quát. Ở đây các vật, môn và cảnh đã nói trước rồi. Chắc khu quyền nhà nàng sổ ta quyền nhà nàng cà na quyền nhà nàng điều hà quyền nhà nàng cà gia quyền nhà nàng ma nồ quyền nhà nàng chà tí cha quyền nhà nà ni. Sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Quỳ tí dồ ba na chắc khu đòa ra quỳ thi sổ ta đòa ra quỳ thi khả thi khả na đòa ra tì thi chiều hà đòa ra quỳ thi cà gia đòa ra quỳ thi ma nồ đòa ra quỳ thi trà ti đòa ra qua sề na quà. Theo các môn, lộ trình của tâm có sáu: lộ trình qua nhãn môn, lộ trình qua nhĩ môn, lộ trình qua tỷ môn, lộ trình qua thiệt môn, lộ trình qua thân môn, lộ trình qua khu quyền nhà na quỳ thi sổ ta quyền nhà na quỳ thi khả na quyền nhà na quỳ thi triều hà quyền nhà na quỳ thi cà gia quyền nhà na quỳ thi ma nồ quyền nhà na quỳ thi trà ti quyền nhà na quá sề na quà đòa rắp ba quát tà chít táp ba quát ti dồ dồ chề táp bà. Hay theo thức cũng có sáu: lộ trình của nhãn thức, lộ trình của nhĩ thức, lộ trình của tỷ thức, lộ trình của thiệt thức, lộ trình của thân thức, lộ trình của ý thức. Như vậy, sự diễn tiến của tâm đối với các môn cần phải tương quan như vậy. Dạ, đọc bài xong ạ. Con xin mời vị kế tiếp. Dạ, cảm ơn Đông Triều đã bốt bài. Dạ, con Đông Triều xin kính chào thầy và kính chào cả lớp. Con xin đọc bài Lao Trình Tâm. Chitta quỳ thi. Hello. Hello. Dạ, con xin đọc. Chitta
thù ni cha đòa ra ni cha à làm ba nà ni cha quỳ nhà nà ni cha quỳ thi dụ chắc thà ni sa yết ta vắt ti cha ti quỳ ti sẵn gia hề chắc chắc cả ni quỳ đi tấp bà ni về sự tổng hợp nội tình của tâm sáu loại mỗi loại sáu thứ cần phải biết sáu vật sáu môn sáu cảnh sáu thức sáu lộ trình sáu sự trình bày của đối tượng như thứ nhất tà nằng ba nó cầm nó cầm nó ni mít tá gia ti ni mít ta quá sờ ni thà hồ thi sáu thứ đối tâm thất ly ngoài lộ trình đối tượng hiện tại có ba nghiệp nghiệp tướng và thứ tướng thao vắt thứ đòa là làm ba nà đi bất đề giúp ta ngay về nghề quá. Ở đây các vật môn cảnh đã nói trước rồi, chắc khu quỳnh nhà nè, sù xa quỳnh nhà nè, khà nó quỳnh nhà nè, chiều hà quỳnh nhà nè, khà gia quỳnh nhà nè, ba nồ quỳnh nhà nè, và tí cha quỳnh nhà nè. Sau là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Quỳ thi vừa ta đã chắc khu đòa ra quỳ thi sổ ta đòa ra quỳ thi khà nó đòa ra đòa ra quỳ thi chiều hà đòa ra quỳ thi khà gió đòa ra quỳ thi ba nồ đòa ra quỳ thi trà thi đòa ra quá xề nó hòa. Theo các môn nội trình của tâm có sáu nội trình qua nhãn môn, nội trình qua nhĩ môn, nội trình qua tỷ môn, nội trình qua thiệt môn, nội trình qua thân môn, nội trình qua ý môn. Chắc khu quỳnh nhà nó vì thi sổ ta quỳnh nhà nó vì thi khà nó quỳnh nhà nó vì thi chiều khà quỳnh nhà nó vì thi cà gia quỳnh nhà nó quỳ thứ ba nồ quỳnh nhà nó quỳ thứ trà thứ quỳnh nhà nó quát về nó hòa đòa đắp đòa đắp ba quát tà chúc tắp ba quát tư vừa vừa chề tắp bà. Hay theo thức cũng có sáu lộ trình của nhãn thức, lộ trình của nhĩ thức, lộ trình của tỷ thức, lộ trình của thiệt thức, lộ trình của thân thức, lộ trình của ý thức. Như vậy sự diễn tiến của tâm đối với các môn cần phải tương quan như vậy. Dạ con đã đọc xong ạ, con xin phép xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và nguyên như con xin kính đảnh lễ thầy kinh, và con xin kính chào đạo tràng. Dạ con thấy không ai lên hết, thôi con tới phiên con đọc nha đạo tràng. Lộ trình tâm, chích tá quỳ thí, chá quách. Thù ní chá đòa rà, ní chá à lầm bá nà, ní chá quỳnh nhà nà, ní chá quỳ thí dồ chá thà, quý xá dấp bá quách tí, chà tí quỳ thí sần gá hề, chá chắc thà ní về đi tấp bà ní. Về sự tổng hợp lộ trình của tâm, sáu loại, mỗi loại sáu thứ cần phải biết, sáu vật, sáu môn, sáu cảnh, sáu thức, sáu lộ trình, sáu sự trình bày của đối tượng. Quý thí mút tà nằng bá ná cầm má cầm má ni mít tá gá tí ni mít tá quá xề ná tí quý thà hồ tí quý sái dấp bá quách tí. Đối với tâm thoát ly ngoài lộ trình, đối tượng hiện khởi có ba nghiệp,
nghiệp tướng và thú tướng. Tát tha vát thú đoà ra lầm bá nà ni búp bề quýt tá ná dề ná nề quá. Ở đây các vật môn và cảnh đã nói trước rồi. Chắc khú huỳnh nhà nằng, sô tá huỳnh nhà nằng, kha ná huỳnh nhà nằng, chiêu hà huỳnh nhà nằng, cà giá huỳnh nhà nằng, má nồ huỳnh nhà nằng, chà tí chá huỳnh nhà nà ní. Sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Quỳ thí dồ bá ná chắc khú đòa rá quỳ thí sổ tá đòa rá quỳ thí khà ná đòa rá quỳ thí chiêu ha đòa rá quỳ thí cà giá đòa rá quỳ thí má nô đòa rá quỳ thí chà tí đòa rá quá xề ná hòa. Theo các môn, lộ trình của tâm có 6: lộ trình qua nhãn môn, lộ trình qua nhĩ môn, lộ trình qua tỷ môn, lộ trình qua thiệt môn, lộ trình qua thân môn và lộ trình qua ý môn. Chắc khú huỳnh nhà ná quỳ thí, sô tá huỳnh nhà ná quỳ thí, kha ná huỳnh nhà ná quỳ thí, chiêu hà huỳnh nhà ná quỳ thí, cà giá huỳnh nhà ná quỳ thí, má nô huỳnh nhà ná quỳ thí, chà tí huỳnh nhà ná quá xề ná hòa đòa rắp bá quách tà, chích tắp bá quách tí dồ dồ chề tắp bà. Hay theo thức cũng có 6: lộ trình của nhãn thức, lộ trình của nhĩ thức, lộ trình của tỷ thức, lộ trình của thiệt thức, lộ trình của thân thức, lộ trình của ý thức. Như vậy, sự diễn tiến của tâm đối với các môn cần phải tương quan như vậy. Dạ, con cảm ơn anh Đồng Trì Boss Bài. Dạ, con xin kính mời vị khác tiếp tục đọc ạ. À. Nam mô Bụtaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sangkaya. Con kính chào thầy kinh, kính chào cả lớp. Xin đọc bài. Xin hỏi mọi người có nghe rõ không ạ? Lộ trình tâm Chitta vi thí cha quát thù ni cha đò ra ni cha a làm ba na ni cha quyền nhà na ni cha quỳ thí dụ chát đà quý xá già ba quát tí cha tí quỳ thí sằng gá hề chát cha khà ni về đi táp bà ni về sự tổng hợp lộ trình của tâm. Sáu loại, mỗi loại sáu thứ cần phải biết: sáu vật, sáu môn, sáu cảnh, sáu thức, sáu lộ trình, sáu sự trình bày của đối tượng. Quỳ thí mu tà năng bà ná cầm mà cầm măng ni mi tá gá tí ní mi tá quá xế ná tí quý thá hồ tí quý xá giá bà quát thí. Đối với tâm thoát ly ngoài lộ trình, đối tượng hiện khởi có 3: nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng. Tát thá quá thú đò ra làm ba nà ní báp bề búp bề quát quốc tá ná chề nế quá. Ở đây các vật môn và cảnh đã nói trước rồi. Chắc khú huỳnh nhà năng, sô tá huỳnh nhà năng, kha ná huỳnh nhà năng, chiều hà huỳnh nhà năng, cà giá huỳnh nhà năng, má nồ huỳnh nhà năng, chà tí chá huỳnh nhà nà ní. Sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức,
tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Vì thí dụ bà na chắc khú đò ra vì chắc chắc khú đò ra vì thí sô ta đò ra vì thí khà na đò ra vì thí chiều hà đò ra vì thí cà giá đò ra vì thí ma nô đò ra vì thí chà tí đò ra quá xê nà và theo các môn lộ trình của tâm có sáu: lộ trình qua nhãn môn, lộ trình qua nhĩ môn, lộ trình qua tỷ môn, lộ trình qua thiệt môn, lộ trình qua thân môn, lộ trình qua ý môn. Chắc khú quyền nhà nà quỳ thí sô tá quyền nhà nà quỳ thí khà khà ná quyền nhà nà quỳ thí chiều hà quyền nhà nà quỳ thí khà giá quyền nhà nà quỳ thí ma nô quyền nhà nà quỳ thí chà tí quyền nhà ná quá xế ná và đò ra bá quá ta ta chít tá bá quá tí dồ dồ chê táp bà. Hay theo thức cũng có sáu: lộ trình của nhãn thức, lộ trình của nhĩ thức, lộ trình của tỷ thức, lộ trình của thiệt thức, lộ trình của thân thức, lộ trình của ý thức. Như vậy sự diễn tiến của tâm đối với các môn cần phải tương quan như vậy. Xin cảm ơn Đông Triều đã bóp bài, xin cảm ơn thầy Kinh, cảm ơn cả lớp đã lắng nghe. Xin xuống mic, xin nhường mic cho vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sơn Kha Giá. Dạ, con kính chào thầy Kinh và cả lớp. Con xin đọc bài à. Lộ trình tâm Chitta Vị Thí Cha Quá Thù Ní Cha Đòa Rà Ní Cha A Lâm Bá Nà Ní Cha Quỳnh Nhà Nà Ní Cha Quỳnh Cha Vị Thí Dồ Cha Đòa Vi sa yap ba wat ti cha ti vi thi sang ga he cha cha kha ni về đi ta tap ba ni. Về sự tổng hợp lộ trình của tâm sáu loại, mỗi loại sáu thứ cần phải biết: sáu vật, sáu môn, sáu cảnh, sáu thức, sáu lộ trình, sáu sự trình bày của đối tượng. Vi thi mut ta năng bá na cầm ma cầm ma cầm ma ni mít ta ga ti mít ga ti ni mít ta quá xề na ti vi thà hồ ti vi sa yap pa va ti. Đối với tâm thoát ly ngoài lộ trình, đối tượng hiện khởi có ba: nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng. Tát tha phá thuốc đòa ra lầm bá nà ni búp bê vút ta ná dê nề quá. Ở đây các vật, môn và cảnh đã nói trước rồi. Chắc khu huỳnh nhà nằng sô tá huỳnh nhà nằng khà ná huỳnh nhà nằng chiều hà huỳnh nhà nằng khà giá huỳnh nhà nằng má nồ huỳnh nhà nằng chà tí chá huỳnh nhà nà ní. Sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Dạ, không biết đạo tràng còn nghe không ạ? Thấy Châu Nguyễn. À, dạ. Dạ, con xin đọc tiếp ạ. Vì thí dù bá nát chắc khu đòa ra vì thí
Sù ta đòa ra vì thí, khà na đòa ra vì thí, chiều hà và ra vì thí, khà gia đòa ra vì thí, ma nô đòa ra vì thí, chà tí đòa ra vã xề ná và. Theo các môn, lộ trình của tâm có 6: lộ trình qua nhãn môn, lộ trình qua nhĩ môn, lộ trình qua tỷ môn, lộ trình qua thiệt môn, lộ trình qua thân môn, lộ trình qua ý môn. Chắc khu quỳnh nhà nó vì thí, sồ ta quỳnh nhà nó vì thí, khà nó quỳnh nhà nó vì thí, chiều hà quỳnh nhà nó vì thí, khà giá quỳnh nhà nó vì thí, ma nồ quỳnh nhà nó vì thí, chà tí quỳnh nhà nó vát xề ná và đòa rắp pa vát tà chít ta bắp vát tí dồ dồ chề tắp bà. Hay theo thức cũng có 6: lộ trình của nhãn thức, lộ trình của nhĩ thức, lộ trình của tỷ thức, lộ trình của thiệt thức, lộ trình của thân thức, lộ trình của ý thức. Như vậy sự diễn tiến của tâm đối với các môn cần phải tương quan như vậy. Dạ con đã đọc bài xong, xin cảm ơn anh Đông Triều và mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính chào thầy Kinh. Dạ con xin kính chào cả lớp. Dạ con xin phép được đọc bài ạ. Dạ cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Lộ trình tâm chitta vì thí cha vát thù ni cha đòa ra ni cha a làm ba nà ni cha huỳnh nhà nà ni cha vì thí dù cha thà quý sa yáp ba vát tí cha tí vì thí sàng gá hề cha chắc cà ni về đi táp bà ni. Về sự tổng hợp lộ trình của tâm 6 loại, mỗi loại 6 thứ cần phải biết: 6 vật, 6 môn, 6 cảnh, 6 thức, 6 lộ trình, 6 sự trình bày của đối tượng. Vì thi mút tà nàng bá ná cầm má cầm má ní mít ta gá tí ní mít ta quá xề ná tí quý thạ hồ tí quý xa dắp bá quá tí. Đối với tâm thoát ly ngoài lộ trình, đối tượng hiện khởi có 3: nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng. Tát tha quát thu đòa ra làm ba nà ni búp bề quốc ta na về nề quá. Ở đây các vật, môn và cảnh đã nói trước rồi. Chắc khu huỳnh nhà nằng, sồ tá huỳnh nhà nằng, khà nâu huỳnh nhà nằng, triều hà huỳnh nhà nằng, cà giáo huỳnh nhà nằng, ma nô huỳnh nhà nằng, chà tí cháu huỳnh nhà nà ní. 6 thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Quý thí dù ba na chắc khu đòa ra quỳ thí, sồ ta đòa ra quỳ thí, khà na đòa ra quỳ thí, triều hà đòa ra quỳ thí, cà gia đòa ra quỳ thí, ma nô đòa ra quỳ thí, chà tí đòa ra quá xề na hòa. Theo các môn, lộ trình của tâm có 6: lộ trình qua nhãn môn, lộ trình qua nhĩ môn, lộ trình qua tỷ môn, lộ trình qua thiệt môn, lộ trình qua thân môn, lộ trình qua ý môn. Chắc khu huỳnh nhà nó quỳ thí, sồ tá huỳnh nhà nó quỳ thí, khà nó huỳnh nhà nó quỳ thí, triều hà huỳnh nhà nó quỳ thí, cà giá huỳnh nhà nó quỳ thí, ma nô huỳnh nhà nó quỳ thí, chà tí huỳnh nhà nó quá xề nó hòa đòa rắp bá quát tà chít tắp bá quát tí dù dù trề tắp bà. Hay theo thức cũng có 6: lộ trình của nhãn thức, lộ trình của nhĩ thức, lộ trình của tỷ thức, lộ trình của thiệt thức,
lộ trình của thân thức, lộ trình của ý thức. Như vậy, sự diễn tiến của tâm đối với các môn cần phải tương quan như vậy. Dạ thưa con đã đọc xong, con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ cảm ơn Đông Triều đã post bài, con xin phép được xuống mic ạ. Vâng, bất thầy á, nó có thầm mái á, nó có thầm mái á. Vì nghe rõ không ạ? Alo. Nghe rõ ha. Rồi, ok. Xa thấu. Hôm nay có đôi lời về vấn đề đọc Bali nha. Rồi, góp ý xíu nha. Ai nghe bị chê, đừng buồn nha. Chê đừng buồn. Buồn là tâm sân nha. Ok không? Ok, góp ý không? Ok thôi. À, ok, giờ cho cái bông luôn này. Rồi, trước tiên, rồi Đông Triều cho cái bông. Trước tiên cảnh sát Đông Triều chút nha. À, Đông Triều thì đọc đúng, phát âm, trường âm, đoạn âm, ok ha. Nhưng mà đọc siêu quá, Triều đọc yếu quá ha. Cố gắng đọc hùng mạnh lên, Nam Nhi Đại Trượng Phu đọc hùng mạnh lên, đọc siêu siêu đó, mà đọc cố gắng lên ha, đọc mạnh lên, đọc cho nó power lên. Đó, à, góp ý chút xíu về Đồng Triều ha. Rồi về cô Kim ha. Cô Kim thì đọc đúng trường âm, đoạn âm đúng tốt đó. Nhưng mà về cô Kim cố gắng thì sao mà nhả chữ giống như ca sĩ không? Nhả chữ cho nó nhẹ nhàng chút xíu, tác ý để tâm từ nó vô đó nữa là phát xảy luôn ha. Mình cố gắng thêm chút xíu nữa là ngon lành. Quỳnh Bá Phúc, Quỳnh Bá Trạc đọc cũng ok hết á, nhưng mà con cái còn bị khẩn, đọc cũng hay bị lần khẩn lần khẩn. Cố gắng cho mình vượt qua cái vấn đề nó đọc cho thiệt là ngọt. Mình mong tất cả các lớp khi mà mình lên đọc Bali mình phải là siêu sao, đọc phải ao 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 cho mình mới nể. Lớp mình Bali là phải đọc ngon lành không? Đọc hát hết hơi là gì vậy? Bây giờ cái gì tập cố gắng tiến bộ lên là rất là tốt, lợi ích nhiều. Rồi Tuấn á, Tuấn về đọc kỳ này dạo này có tiến bộ ha, cũng có tiến bộ nhưng mà chưa được chuẩn. Phát âm từ ngữ chưa chuẩn ha, chú ý lại trường âm, đoạn âm rồi nhấn âm này kia mình đọc cho biết, đọc cho đúng ha. Rồi riêng về trong đây có Giang Nhật Hạ đó, Giang Nhật Hạ thì đọc cũng ok, đúng trường âm rồi đoạn âm cũng ok, nhưng mà chưa được trôi chảy, chưa được suôn sẻ, cũng còn bị cẩn ha. Rồi trong đây thì có hai cô Nguyên Như với lại cô Châu Nguyễn. Quý vị nghe Nguyên Như với Châu Nguyễn đọc á, đọc trường âm, đoạn âm và câu nói là rất là đúng không, chính xác. Phải nói là đọc chuẩn, rất là chuẩn. Quý vị nghe để ý rồi, Nguyên Như với lại Châu Nguyễn đọc á, quý vị cố gắng để ý rất là tốt, rất là thì đó. Giờ mình góp ý chứ, để quý vị để ý, mình để ý xíu mình đọc được à.
Người nào mà mình thấy đọc chuẩn, đọc này kia nọ thì mình nghe theo, mình để ý, mình đắc ý, mình chi tiết vô chút, để người ta đọc mình chi tiết như mình sẽ thấy được. Giang Nhật Hạ mới mà đọc vậy là quá hay rồi, quá rất giỏi rồi, cố gắng thêm, cố gắng tiến bộ thêm. Thì góp ý xíu về Bali để quý vị có cái sự để ý xíu ha, mình tinh tấn lên chút mình đọc cho ngon. Như vậy bài dở đó thì cái gì Triều gửi trước, ai cần cái gì thì lên hỏi Triều, nó gửi bài trước. Đó, thì đó, Triều gửi bài trước lên cho nhóm đó thì sẽ có bài để mình tập trước, tập cho nó chuẩn, đâu đó trường âm, đoạn âm rồi đọc cho nó suôn sẻ. Giống như một ca sĩ lên hát, lên hát quên bài là mệt rồi. Rồi ca thửng khửng thửng khửng mà tiêu lên là phải làm ào ào ào. Mình học nay là 2 năm rồi ha, ai cũng vậy, tất cả là qua 2 năm hơn lâu, thời gian quá lâu rồi, chúng tôi mới bắt đầu góp ý cái này chút xíu để mong quý vị là mình sẽ đạt được nhiều cái thành quả tốt. Riêng mỗi cá nhân đều có được một cái bản lãnh về pháp học vững vàng, để từ đó có dịp nào đó chúng ta sẽ thực hiện qua pháp hành để mình đạt được nhiều kết quả tốt hơn. Rồi như vậy quý vị sao hứa không ạ? Quan hỷ không? Alo cho biết đi. Quan hỷ ha, sao hứa không? Ok, lắm góp chút thì sao hứa không? Buồn biết ta. Rồi ha, ok, sao hứa ha. Cô Nhung sao hứa không? Tuấn sao hứa không? Anh Phúc, anh Trạc, có quan hỷ không? Alo, bị che giúp có bị có buồn không? Coi vậy chứ khó lắm vậy, muốn đọc cho nó suôn sẻ, cho nó điêu luyện á, nó kêu là điêu luyện. Khó lắm, mà giống như mình chơi bài nhạc á, mà phải điêu luyện, phải ngọt ngào từng câu, từng chữ. Phát câu này kia, chỗ nào nhấn, chỗ nào không nhấn, chỗ nào cho sao mình phải xử lý tác phẩm. Khó lắm, muốn hoàn hảo tác phẩm không phải dễ. Thì cũng vậy, Bali, chúng ta đọc một cái Bali, chúng ta muốn hoàn hảo được một cái bài Bali, mình phải tập dữ lắm. Nhưng thường thường mình hay bị cái lướt á, thấy lướt qua, mình lướt qua là mình chết. Lướt qua hoài thành thói quen á, cái mình đọc nó vậy hoài à, nó lên được. Cũng giống như mình đàn bài nhạc giống như Triệu hay là mấy người học đàn như thế, đàn thì lướt lắm, thấy khó khó rồi thông qua thông qua mà hãy thông qua là mệt rồi. Rồi mình đàn mình cũng không nghe mình đàn là như thế nào, giờ khi mình đàn lúc đó mình quýu mình không có nghe mình đàn là sao. Mình đàn mình phải có cái tâm quan sát, cái lỗ tai mình phải nghe, mình quan sát cái diễn tiến của cái âm thanh nó đi như thế nào, bè biết mà thấy cho rõ. Thì như thế nào cũng vậy, đọc Bali mình đọc mình phải nghe được âm mình đọc, còn nghe được mình đọc là sao, đọc có đúng hay trật hay là có bị khựng cái nào là mình mới sửa được. Còn thôi là mình cứ kêu là Việt Nam mình hay có cái màn là kệ đó, kệ kệ sao cũng được, kệ thông qua, kệ dính cái kệ nó mới chết đó quý vị. Cái kệ đó mới là tai hại vô cùng. Hồi xưa chúng tôi lúc mà làm nghề mà về vẽ về bản quảng cáo á, lúc sau giải phóng cái làm nghề quảng cáo á, và vẽ bản hiệu á, thì kỳ đó chúng tôi mới lãnh một cái bản vẽ về gì nội quy đó, cái bản nội quy của một cái trường học đó. Thì cái chữ nó nhiều lắm, nội quy mà nguyên cái bản là chữ viết bao nhiêu chữ, thì mình thấy nhiều quá tự nhiên ngán ha. Thì bắt đầu ẩu kệ đi, vẽ viết tương đối ha. Viết xong làm xong hết cái bản vẽ, trời cái bản cực khổ vậy đó. Rồi mình cũng cái tâm người Việt Nam hồi xưa cũng hay bị gì vậy, kệ không sao, chắc là không biết đâu. Vẽ xong tới hồi khách tới lấy cái nhìn nó thấy ơi, nó vẽ vậy sao được, nó không có chịu làm lại. Trời, tôi nói thôi rồi phải xóa hết làm lại từ đầu, muốn chết luôn. Thì từ đó bài học cho mình biết không có kệ được, mình kệ là mình chết, kệ là hư bột hư đường. Đây cũng nhắc nhở tất cả chúng ta ha, ai cũng vậy, mình cố gắng mình đừng kệ, chơi bất cứ gì, học bất cứ gì này phải kỹ lưỡng, phải chi tiết cho nó rõ ràng thì cái sự tiến bộ nó mới nhanh được, chứ nó vậy hoài nó y xào vậy hoài.
Rồi quan nghĩ rồi bây giờ bắt đầu chúng ta đi vào một cái bài học rất là quan trọng trong cái đời sống của mình ha. Rồi lộ trình tâm chích tá quỳ thí. Chích tá quỳ thí. Rồi vào xuống dòng cái chữ quỳ thí, quỳ thí hai chấm. Rồi xuất nguyên từ cái căn chữ quỳ cộng chữ y. Quy cộng y, quy cộng chữ y, chữ quy cộng với chữ y cộng căn y, chữ, nguyên từ quy cộng căn y là đi. Quy cộng y là đi. Còn nghe không vậy? Alo. Tiều nghe không? Tiều. Tiều chắc bị gì nữa rồi trời. Chủ sĩ em thư ký. Thư ký chạy đâu rồi? Đó xong ghi. Quy cộng y, đúng rồi, giáo Nguyễn phụ đi. Quy cộng y. Quy cộng y là đi. Vì giờ cái chữ quy thí nghĩa là một lối đi, một diễn tiến. Quy thí nghĩa là một lối đi, một diễn tiến. Một lối đi, một diễn tiến. Gạch đôi dòng cái, gạch bông đôi dòng cái. Quy trình, hệ thống, diễn quạt, diễn tiến, dòng chảy, lộ trình. Đó là một số từ để nói lên ha. Quy trình, hệ thống, diễn hoạt. Quy trình, hệ thống, diễn hoạt, diễn tiến, dòng chảy, lộ trình. À, là một số từ ngữ để ta nói lên ý nghĩa của cái chữ quy thí, tức là một cái quy trình, mình nói một quy trình diễn tiến của một cái gì đó, một hệ thống hoạt động của cái gì đó, một sự diễn hoạt, một sự diễn tiến, hay là một dòng chảy của tâm. Từ cái dòng chảy cũng hay lắm, cái chữ dòng chảy nó dùng cũng hay ha. Rồi lộ trình, lộ trình diễn tiến này kia. Thì chích tá quy thí tức là lộ trình diễn hoạt của tâm hay là dòng chảy của tâm. Đừng ghi chích tá quy thí, lộ trình diễn hoạt của tâm. Lộ trình diễn hoạt của tâm. Rồi tức là chích tá là tâm, quy thí là diễn hoạt, hay là sự mà tiến triển, sự diễn tiến, sự dòng chảy của tâm. Như vậy đó là định nghĩa cái chích tá quy thí cho chúng ta biết có những cái sự diễn tiến như vậy. Thì trong cái sự diễn tiến của tâm này, một cái sự diễn hoạt của tâm này phân được nhiều loại. Trước tiên chúng ta phân hai loại, tức là có hai loại, hai chấm. Có hai loại, hai chấm. Một, lộ tâm ngũ môn. Lộ tâm ngũ môn. Chữ này lộ tâm ngũ môn. Bành cha đòa ra chích ta quỳ thí. Bành cha đòa ra chích ta quỳ thí. Đó là lộ tâm ngũ môn. Ghép cái chữ Bali vào ha. Rồi số 2 là lộ tâm ý môn. Mano đòa ra chích ta quỳ thí. Mano đòa ra chích ta quỳ thí. Lộ tâm ý môn.
Thì như vậy phân ra một cách đơn giản cho chúng ta biết là có hai loại lộ tâm. Là một là lộ tâm thuộc về ngũ môn, tức là liên hệ đến nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân môn, là năm cái môn đó, năm cái cửa đó, đi vào nó phát sinh là những cái loại tâm lộ. Thì cơ bản chúng ta có được năm cái lộ đó. Từ bên ngoài đi vào nó phát sinh ra cái năm cái lộ tâm được kêu là lộ tâm ngũ môn. Rồi ngoài năm lộ tâm đó, những cái lộ tâm bên nội phần á, trong nội tâm mình á, thì kêu là lộ tâm ý môn. Thì phân nhẹ là mình thấy là mình có được hai cái chính của cái dòng tâm thức. Rồi từ hai cái này người ta mới biến thêm ra rất là nhiều thứ, nhiều loại ha, mà chúng ta sẽ đi vào nữa không. Rồi nói rộng có sáu lộ sáu thứ, nói rộng có sáu lộ sáu thứ. Copy này cho nó lẹ, cho nó lẹ. Rộng có sáu lộ sáu thứ. Có gì thấy không vậy? Hello. Thấy không? Rồi xuống dòng mình ghi là một. Cho nó nhảy xuống nha. Một. Sáu môn. Chá đòa rá. Nhãn môn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý môn là sáu môn. Cho nó một hàng xuống cái số hai. Sáu thức. Chá quỳnh nhà ná, chá là sáu đó nha. Chá quỳnh nhà ná, nhãn thức, chấm 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 chấm. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, lý thức. Số ba, sáu vật. Chá quách thú. Nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, lý vật. Bốn, sáu cảnh. Chá à rầm ná, sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. Số năm là sáu lộ trình. Chá quỳ thí, tức là lộ ngũ môn cộng lộ ý môn, lộ ngũ năm, lộ ý là sáu. Sáu diễn tiến cảnh. Tới số mấy là số ba, số sáu là chá sáu diễn tiến cảnh. Chá quý sơ dấp báo quách tí, là có sáu diễn tiến cảnh là rất lớn, là lớn, nhỏ, rất nhỏ, rõ, không rõ. Rồi như vậy thì chúng ta có nói gọn thì có hai lộ ngũ môn và lộ tâm ý môn, mà mình phân rộng ra thì là mình có sáu là sáu lộ sáu thứ. Lộ thứ nhất đi qua sáu môn, là đi qua nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý môn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nó qua một, qua sáu đó thì kêu là lộ tâm đi qua sáu môn. Thứ hai, nếu mà nói theo thức thì lộ tâm đi qua sáu thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, vị thức. Sáu vật, tức là lộ tâm diễn tiến qua sáu vật, nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, vị vật. Rồi sáu cảnh, tức là những cái lộ tâm phát sinh từ sáu cảnh này, sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. Về lộ trình, thì lộ trình bắt đầu sự diễn tiến của lộ trình tâm, hay là sự diễn tiến của cái diễn hoạt của tâm, nó phát sinh từ năm môn và ý và lộ ý nữa. Thì như vậy chúng ta có lộ ngũ môn và lộ ý môn. Rồi số sáu là diễn tiến theo cảnh. Cái này diễn tiến theo cảnh này rất quan trọng, nó phải từ cái chỗ ví dụ cảnh này nó phát sinh ra rất nhiều thứ, nhiều loại. Ví dụ cảnh rất lớn thì lộ tâm nó diễn hoạt khác, rồi cảnh lớn thì nó khác, rồi cảnh nhỏ nó khác, cảnh rất nhỏ nó khác, rồi cảnh rõ nó khác, cảnh không rõ nó khác. Thì như vậy chúng ta có sáu cái diễn tiến theo cảnh mà tạo nên cái lộ trình tâm. Thì như vậy về sáu sáu là sáu môn, sáu thức, sáu vật, sáu cảnh, sáu lộ trình, sáu diễn tiến. Được tổng kết là như vậy ha, cho chúng ta cái sơ khái niệm sơ lược về cái lộ tâm phân theo sáu thứ. Được cái gì lắm luôn à? Alo. Rồi ghi kịp chưa? Ghi kịp chưa? Mình bắt đầu mình đi từ từ vô. Trước chúng ta phải nên nhớ là cái này đó là những cái pháp mà thực tính nha quý vị, là những cái pháp mà nó thật thật có đó, tức là những cái pháp hiện hữu thật sự,
nó phát sinh thật sự trong cái đời sống của mỗi một con người chúng ta, nó đều có đầy đủ không, nó phát sinh thật sự. Cho nên khi mình học, mình nắm được cái này, mình mới lúc đó mình mới kiểm soát được cái dòng tâm thức mình nó như thế nào. Còn mình chưa nắm cái này thì thôi, chúng ta giống như mò kim đáy biển nha. Rồi giờ nắm được không, rồi bắt đầu mình đi vô chính nè, lộ trình tâm ngũ môn. Lộ trình tâm ngũ môn banh cha đoà ra dích ta quỳ thí. Lộ trình tâm ngũ môn banh cha đoà ra dích ta quỳ thí. Banh cha đoà ra dích ta quỳ thí. À, lộ trình tâm ngũ môn, bắt đầu cho mình học cái phần này trước ha. Rồi banh chá 2.5, banh chá là 5, số 5 là 5 cái, banh chá là 5. Rồi đoà rá là môn, đoà rá là môn hay là cửa, môn hay cửa, đoà rá. Chitta là tâm, chitta là tâm. Quỳ thí, quỳ thí như nãy là có rồi ha. Quỳ thí là một lối đi, một chuyển hoạt diễn tiến dòng chảy lộ trình tâm vậy đó. Nãy mình có ghi ha, giờ mình ghi lại đi ha. Là một lối đi, một diễn tiến chuyển hoạt. À, vị thí có rồi không? Rồi giờ ráp luôn ba cái vấn đề này vô. Banh cha đoà rá chích tá quỳ thí có nghĩa là lộ trình diễn hoạt của tâm xuyên qua năm môn. Lộ trình diễn hoạt của tâm xuyên qua năm môn. Rồi, đó là cái bài học hôm nay. Chúng ta bắt đầu đi vào lộ trình chuyển hoạt của tâm, đi xuyên qua năm môn. Rồi, xuống dòng, gặp cái dòng lộ ngũ môn. Lộ ngũ môn, có mấy cái gì? Lộ ngũ môn, 2 chấm, có mấy? Có 5, đúng rồi, ghi ra coi, kê ra coi. Ngũ môn có 5. Khoai môn, nhãn môn, chè đậu môn hay là gì môn. Chè môn, chè môn. Lộ nhãn môn có 5. Là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Châu Nguyễn còn thêm ý môn cho nữa. Bảy bạ. Năm rồi sao tới sáu. Có trớn ghi luôn. Cái này có trớn. Chạy xe có trớn, không thắng cho chạy luôn. Nhầm kiểu này giết người. Nhầm kiểu này là chết tao luôn. MC mà chủ sĩ mà viết nhầm là thôi rồi, muốn in ra sách nghe thôi xong. Rồi ghi lại ha. Lộ ngũ môn có 5. Nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Tiêu luôn học trò chắc trốn luôn. Thì trốn luôn. À, đều ghi ra chưa, ghi rõ ràng ra chưa, lộ ngũ môn.
tức là cái lộ tâm nó đi diễn hoạt nó qua năm môn, tức là qua nhãn, con mắt, từ cảnh ngoài vô con mắt ha, rồi phát sanh lộ tâm, rồi nhĩ môn là âm thanh vô lỗ tai, tỷ môn là cái mùi vô lỗ mũi, thiệt môn là cái vị vô cái lưỡi, thân môn sự xúc chạm, thì từ đó phát sanh lên là lộ tâm. Thì lộ tâm diễn hoạt qua do duyên từ năm cái này à, nó phát sanh ra cái lộ tâm được gọi là lộ ngũ môn à, hay là lộ tâm ngũ môn. Rồi xuống dòng gạch đầu dòng, theo sự tác động cảnh có bốn, theo sự tác động cảnh có bốn, hai chấm bốn là dịu gì, đoán thử coi, động não đoán thử coi. Tác động của cảnh là cảnh từ bên ngoài vô đó, tác động của nó đó có bốn, suy nghĩ ra sao? Thiện hạnh đúng rồi, thiện lành rất là đúng, xa thú rất lớn, lớn nhỏ rất nhỏ, rồi ghi vô ha. Là tác động của cảnh nó đi vào, tức là do cảnh rất lớn nó tác động vô, hoặc là cảnh lớn, hoặc là cảnh nhỏ, hoặc là cảnh rất nhỏ à, đó là ngũ môn. Còn rõ hay rất rõ hay không rõ là nó thuộc về lỗ ý môn nha. Bên trong tôi dùng chữ rõ hay không rõ, còn lỗ ngũ môn thì tôi dùng lớn, bởi vì nó là cảnh lớn thiệt. Ở ngoài thì cảnh nó tập vô cái là cảnh lớn hay cảnh rất lớn, hay là cảnh nhỏ hay cảnh rất nhỏ. À, cho nên chúng ta thấy tác động của cảnh là có bốn, là rất lớn, lớn, nhỏ, rất nhỏ à, nó sẽ tùy theo nó tác động dòng tâm thức của mình phát sinh. Được chưa? Đều ghi lại chưa? Rồi. Rồi, theo tính chất cảnh có bốn, hai chấm. Theo tính chất cảnh có bốn, hai chấm. Rất tốt, tốt, xấu, rất xấu à, tức là theo cái tính chất của cái cảnh đó, cái cảnh nó phát sanh lên là cảnh rất tốt hay là cảnh tốt, hay là xấu hay là rất xấu. Hạn như gặp một cái cô đó xấu quá, cảnh là cảnh rất xấu, do cảnh rất xấu nó phát sanh ra lộ tình tâm như vậy đó. Hoặc hoặc là cảnh tốt, giờ gặp một cái món đồ rồi rất tốt, thì nó phát sinh lộ tâm như thế nào, thì diễn tiến theo tính chất của cảnh đó. Được chưa? Rồi, theo thời có ba, hai chấm. Bình nhật, cận tử, tục sinh à, theo thời thì có ba, bình nhật, cận tử, tục sinh. À, tức là theo cái thời thì theo cái thời đó, tức là trong đời sống bình nhật của mình thì cái lộ trình tâm nó diễn tiến sao ha à, nó sẽ là diễn hoạt như thế nào, còn lúc cận tử nó sẽ ra sao, và khi tử là tục sinh nó sẽ diễn tiến ra sao. Thì như vậy trong cái đời sống của chúng ta nó sẽ có ba cái thời, là thời bình nhật, là thời cận tử, là thời tục sinh. Thì đó là như vậy, là một số vấn đề ha để chúng ta biết ha. Này là lược khai trước ha, sơ lược trước để nắm được vấn đề. Rồi theo số lượng thời bình nhật, hai chấm. Theo số lượng thời bình nhật, bắt đầu mình học trong cái thời bình nhật trước nào. Theo số lượng thời bình nhật, hai chấm, có 75 lộ. Theo số lượng thời bình nhật có 75 lộ. Xuống dòng, gặp vào dòng ấy. Cảnh rất lớn, hai chấm, một lộ. Cảnh rất lớn, một lộ. Xuống dòng, cảnh lớn, hai lộ. Cảnh nhỏ, 6 lộ.
cảnh rất nhỏ, sáo lộ. Rồi, như vậy là mình có nhiều, tổng cộng lại là nhiêu đây? 6, 12, 14, 15 lộ. Đúng chưa? Như vậy có 15 lộ. À, có 15. Thì tại sao là thành 75? À, bởi vì 15 lộ này nhân cho 5 môn. À, nhân cho 5 môn. Tức là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. À, nhân cho 5 cái môn đó. Thì chúng ta có phát sanh ra được 75 lộ tâm ngũ môn thời bình nhất. À, tức là tổng cộng là 15 nhân 5 nhân cho 5 môn bằng 75 lộ tâm ngũ môn thời bình nhật. Được chưa? Tức là tính theo môn ha, chúng ta có được 75 lộ. Nắm được không quý vị? Nắm được chưa? À, có bị hơi rối không? Hiểu không? Dễ ủi ha, là có gì đâu khó không? Rồi. À, theo môn ha. Giờ theo sát na tâm, theo sát na tâm có 100 lộ. À, tức là ta tính theo sát na tâm có 100 lộ. Bây giờ mình biết sơ lược trước ha, để từ từ mốt chúng ta học vô mình sẽ thấy vấn đề nó hiện ra. Theo sát na tâm có 100 lộ, xuống dòng gạch đầu dòng, cảnh rất lớn 3 lộ, cảnh rất lớn 3 lộ. Ồ, hai cô Hồng Mai mới vào room. Lâu quá không thấy cô học ha. Cảnh rất lớn 3 lộ. Cảnh lớn 4 lộ. Cảnh nhỏ 6 lộ. Cảnh rất nhỏ 7 lộ. Rồi, như vậy giờ mình qua 4 cái cảnh này thì mình có lượng nhiêu đây? 7 với 10 là 17, 7 và 20 lộ ha. Rồi, 20 đúng không? 20 giờ 20 lộ này mình nhân cho 5 môn thì có phải bằng trăm không? 20 lộ nhân cho 5 thì bằng trăm, đơn giản là tại vì nó qua cái 5 cái cửa này nên nó mới thành số nhiều dữ vậy. Chứ là nó chỉ có 20 lộ, đơn giản 20 lộ nhưng mà nó qua 5 môn thì chúng ta có được 100 lộ. Thì như vậy tổng kết là chúng ta có được 100 lộ qua theo sắc na tâm, 75 lộ theo là thời ngũ môn thời bình nhất. Như vậy là sơ lược chúng ta có được một cái số vấn đề để mình nắm ha. Rồi, nắm được chưa, cho đi vô lộ ngũ môn cảnh rất lớn. Bắt đầu mình vô học cái đầu tiên ha, lộ ngũ môn cảnh rất lớn. Lộ ngũ môn cảnh rất lớn. Bình cha đòa ra ti ma ha man ta ram mana. Bình cha đòa ra ti ma han ta ram mana. Lộ ngũ môn cảnh rất lớn. Yeah. Rồi, cái chữ bình chá đoà ra, cái chữ bình chá đoà ra là năm môn hay là năm cửa vào ra. Bình chá đoà ra năm môn hay năm cửa vào ra. Là môn nào quý vị? Năm cửa vào ra. Cửa nào? Cửa sổ, cửa trên, cửa dưới, hay là cửa sau, cửa trên trần. Năm cửa. Nhãn nhục nha, cái nhãn nhục. À, có nhãn nhục chứ không?
làm thèm chè nhẫn nhục quá, nhẫn nhục thì ngủ nữa, ăn nhẫn nhục vô là ngủ, ăn nhẫn nhục vô cái buồn ngủ ngủ cặp thèm không. Nam mô bên đây, bên đây có thèm nhẫn nhục, thèm chè đủ thứ, không có ăn thì còn lên đây còn cặp nó chết rồi. Nó chè vô như thế này cho chè không ta, hôm nay đúng rồi nãy chè môn giờ nó chè nhãn, vậy là chắc trong cơ thể nó thiếu chè. Ở dưới bên bên trà không biết có chè gì, bên trà chè gì đó không biết chú ăn lần nào, hình như Kiều không có dắt đi ăn chè bên trà, nó thấy Kiều đứng đâu có dắt đi ăn chè đó. À, qua cho ăn chè, chè ăn nhiều chè quá à. Đủ thứ chè, không có dịp về bánh tre đi ăn chè này. Ăn đủ đủ năm môn ha. Ăn đủ năm môn, năm kiểu. À, như vậy bánh cho đoà ra là năm môn, năm cửa ra vào. À, nhãn nhĩ lý thì thân. À, rồi xuống dòng, tức là đây mình bắt đầu mình vô lộ ngũ môn cảnh rất lớn nha. À, xuống dòng. Cảnh rất lớn, mở ngoặc thời bình minh, cảnh rất lớn, cảnh rất lớn á, tiếng mắt hành ta rầm á, lớn mở ngoặc đóng ngoặc thời bình minh. Tức là ở đây nói tới một cái cảnh rất là lớn ha. Trong cái đời sống bình dân, ví dụ mình đang ha, ví dụ mình đang ngồi nghe pháp giảng pháp, tự nhiên có một tiếng la lớn lên kìa, làm cho mình giật mình ha. Thì cái cảnh rất lớn vậy trong cái đời sống bình dân của mình, thì người ta kêu là lộ ngũ môn cảnh rất lớn. Tức là nó lớn, nó quá lớn, nó làm cho cái lộ trình tâm nó phát sinh có những cái đặc biệt khác nhau. Đó là gọi là cảnh rất lớn. Rồi xuống dòng, đầy đủ bốn nhân trợ sanh, hai chấm, đầy đủ bốn nhân trợ sanh. Copy từng cái cho cái gì cho nó lẹ này, rắc rối. Thấy em vậy? Alo. À, rồi phân xuống. Đầy đủ bốn nhân trở sanh, lộ nhãn môn hai vậy đó, lộ nhãn môn hai chấm xuống dòng. Lộ nhãn môn hai chấm xuống dòng ha. Chắc khu bát xa đá tinh nhãn hay là thần kinh nhãn. Rồi xuống dòng. Rupa Ramana có cảnh sắc hiện bài. Alo cá có ánh sáng đầy đủ mạnh. Manasika ra có sự chú ý. À, là nó phải có đầy đủ bốn nhân trợ sanh này thì cái lộ tâm cảnh rất lớn mới phát sanh. Cảnh sắc hiện bài chứ không phải hiện bà. À, hiện bà là mệt rồi đó. Hiện bà là xỉu luôn. Tiều nhưng chắc bị gì sao. Cảnh sắc hiện bà. Yeah. Tức là nếu mà qua lộ ngũ, tức là qua là lộ nhãn, lộ thần kinh nhãn thì phải có cái thần kinh nhãn đầy đủ, tinh nhãn tốt đẹp, cảnh sắc có hiện bài ra rõ ràng, đủ ánh sáng đủ mạnh, để có sự chú ý, tức là phải đầy đủ bốn cái nhân này cảnh rất lớn nó mới phát sanh, đó là lộ nhãn môn. Rồi tiếp theo lộ nhĩ môn. Lộ nhĩ môn Sô Tát Bát Xà Đá tinh nhĩ là thần kinh nhĩ. Sách Bà Râm Má Đá có cảnh thinh rất, có cảnh thinh rõ lớn. Rồi
Akasa có khoảng trống không bị cách âm. Rồi Manasikara có sự chú ý. Rồi phân xuống cho đều phân xuống cho các bạn chép lại. Bắt đầu qua lỗ nhĩ môn, tức là lỗ tai á, lỗ tai thì phải có cái thần kinh tỷ hay là tinh tỷ, thần kinh tỷ tốt đẹp, tinh kỷ không bị điếc, không có bị kêu là gì, mấy người mà lớn tuổi mà bị nghe không rõ kêu là gì quên rồi, tự nhiên lâu quá không dùng cái chữ này. Lãng tai hay quá, sao thử sao lãng tai chứ lâu không nói tới lãng tai thì bị lãng tai này nữa, thì cũng không thể phát sanh lộ tâm rất lớn được. Phải có tinh tỷ đầy đủ không? Rồi tinh nhĩ với lộ tinh nhĩ, có cảnh tinh rõ lớn nữa, cảnh tinh lớn mạnh lắm. Giống như mình đang ngồi mà nghe một tiếng động lớn hoặc là ai đó la lớn ha, thì có cảnh tinh rất lớn. Và phải có khoảng trống, tức là khoảng trống để âm thanh cái sóng âm nó đi được tới lỗ tai mình, nó không bị qua một cái gì để cách âm hết, thì như vậy mới đầy đủ được cái duyên này. Rồi phải có sự chú ý nữa, phải có sự chú ý đầy đủ bốn cái duyên này mới phát sinh được cái lỗ nhĩ môn cảnh rất lớn được. Rồi đó là cái lỗ nhĩ môn. Rồi tiếp theo chết kịp chưa? Hello. Thì tới lộ tỷ môn Kanabasa đá tinh tỷ hay là tinh tỷ Gantharamana có cảnh mùi mạnh rõ qua giá phải có gió chuyển đúng hướng. Manasikara có sự chú ý. Là về lộ tỷ môn thì cũng phải có thần kinh tỷ, phải có tinh tỷ tốt đẹp ha, không có bị điếc mũi, điếc mũi có nhiều người lỗ mũi người ta không có bắt được cảnh mùi tốt, yếu thần kinh tỷ họ yếu, còn có người rất là tốt nghe bắt rất rõ, kêu là điếc mũi hay là kêu gì không biết nữa quên. Phải có cảnh mùi mạnh rõ. Tức là phải có cảnh mùi mạnh, giống như là ví dụ như giờ trong room này, cô Nguyên Như hay là cô Châu Nguyễn có sức dầu thơm Chanel vậy đó. Do cái mùi đó mạnh rõ làm cho phát sinh cái mùi mà cảnh rất lớn. Mà phải có gió chuyển đúng hướng nữa, giờ đứng đó gió thổi đúng hướng vô ngay cái lỗ mũi mình thì nó phát sinh cảnh rất lớn được, chứ mà thổi ngược chiều thì cũng không bắt được. Rồi phải có sự chú ý, tức là cái tầm sở tác ý nó hướng lên cảnh này, thì phải đầy đủ bốn cái vấn đề yếu tố này thì cái lộ tờ tỷ môn mà cảnh rất lớn nó mới phát sinh được. Đó là cái lộ tỷ môn. Bởi xích dầu thơm mà lên room này người ta còn nghe nữa thì thôi, room này nó chạy vô trong cái mạch điện tử á, chạy vô nó tới cái loa nó phát ra. Điếc luôn. Rồi tới lộ thiệt môn. Lộ thiệt môn
thiệt môn. Cha bát xa đó là tinh thiệt, thần kinh thiệt, à là có cái thần kinh lưỡi mình á, phải nhạy bén phải tốt. Rồi bát xa rầm á là cảnh vị rõ, là cảnh mạnh rõ, chẳng hạn như cay mà thức cay ăn vô cái là hết hồn cái gì á. À, hoặc là thơm thì là vị ngọt thì là ngọt ha, chua thì là chua, những cảnh rất lớn. À, phải có nước, à, tức là abo là có nước, nước miếng hòa vị chất, tức là mình ăn những cái chất nước miếng mình hòa để nó tan bắt vô cái thần kinh thiệt, à, để mà nó tạo nên cái lộ tâm phát sanh. À, và có sự chú ý, tức là bốn nhân này phải đầy đủ một cách mạnh mẽ thì lộ thiệt môn cảnh rất lớn nó phát sanh, chứ không phải là muốn phát sanh phát sanh ha. Nó thiếu một trong ba bốn cái này thì nó không được. À, chẳng hạn như cảnh không rõ, cảnh bình thường thì nó không thể phát sanh lộ thiệt môn cảnh rất lớn được. Đó là vấn đề mà cần phải đầy đủ bốn cái yếu tố này là như vậy. Rồi số 5 là lộ thân môn. Thân môn ca với bát xà đó, tinh thân là thần kinh thân, kinh thân là phải có thần kinh thân tốt. Mấy chỗ da chai da chết này kia thì, hoặc là bị tê này kia thì cái thần kinh thân không hoạt động được. Phất thấp bà rầm mana có cảnh xúc, phất thấp bà rầm mana cảnh xúc nóng lạnh cứng mềm êm sốc này kia nè, có cảnh xúc lớn rõ mạnh. Có chất đất là có cái sự xúc chạm, và có chất đất xúc chạm đó, xúc chạm vô. Rồi có sự chú ý là như vậy, lộ thân môn là phải qua cái sự xúc chạm mạnh vào cái thần kinh thân, có một sự chú ý về đó thì lộ thân môn cảnh rất lớn phát sanh. Thì như vậy chúng ta qua được năm cái môn: nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, với đầy đủ bốn cái nhân này, bốn yếu tố này làm phát sanh ra lộ trình tâm cảnh rất lớn. À, chưa? Yeah. Rồi, quý vị chép xong chưa? Như vậy, hai chấm. Tiếp tục ha. Như vậy, hai chấm. Gạch đầu dòng cái. Cảnh là dòng, cảnh rất lớn, cảnh rất lớn, cái chữ Bali luôn. Đó là cảnh rất lớn. Ati mahanta ramana, cảnh rất lớn. Ati mahanta ramana, hai chấm. Khi bốn nhân sanh mạnh, lớn trội. À, thì là cảnh rất lớn. Khi bốn nhân mình mới học á, khi bốn nhân sanh mạnh lớn trội. Rồi, đó là cảnh rất lớn. Được chưa? Atimahanta Ramana, cảnh rất lớn. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng tiếp, cảnh lớn. Mahanta Ramana, bỏ cái chữ Ati đầu ha, là cảnh rất lớn, hai chấm. Cảnh lớn, Mahanta Ramana. Khi bốn nhân trợ sanh không đủ mạnh, phải vừa rõ. Cảnh lớn. Khi bốn nhân trợ sanh không mạnh, không đủ mạnh, vừa rõ.
tức là bốn cái nhân trên đó nó không mạnh mà để mà nó làm ra lộ tâm cảnh rất lớn, cho nên nó chỉ phát sinh cảnh lớn thôi chứ không phải cảnh rất lớn. Rồi xuống dòng cảnh nhỏ, cảnh nhỏ đó chữ vô Paritta Ramana, Paritta Ramana hai chấm. Khi bốn nhân trợ sanh yếu kém không rõ, khi bốn nhân trợ sanh yếu kém không rõ, rồi đó là cảnh nhỏ. Rồi cảnh rất nhỏ, rất nhỏ. Atibaritta Ramana, cảnh rất nhỏ. Khi cả bốn nhân trợ sanh quá yếu kém, khi cả bốn nhân trợ sanh xe trợ sanh quá yếu kém, thì bốn nhân rồi như vậy là chúng ta biết được là cái sự diễn tiến của luận tâm nó qua bốn cái vấn đề này. Nếu mà cảnh rất lớn thì bốn cái nhân mình học á, bốn cái nhân trợ sanh đó nó phát sanh mạnh, phát sanh là rực rỡ, phát sanh lớn rồi, phát sanh dữ dội nha, thì đó rồi mà phát sanh cái lộ tình tâm cảnh rất lớn. Nhưng mà nếu là bốn nhân trợ sanh này nó không đủ mạnh, không có được như cảnh rất lớn, nó chỉ đủ rõ để mà lộ tình tâm phát sanh, thì lúc đó được gọi là lộ tình tâm cảnh rất lớn, cảnh lớn, lộ tình tâm cảnh lớn. Rồi nếu mà bốn trợ sanh này mà nó yếu hơn, nó yếu kém, nó không được rõ ràng, thì xếp vô là lộ tình tâm cảnh nhỏ. Còn nếu mà nó quá yếu nữa, nó không đủ sức để làm cho cái lộ tình tâm diễn hoạt đầy đủ thì nó cảnh rất nhỏ. Vì vậy qua cái vấn đề mà về cái cảnh đó, thì chúng ta thấy là cảnh rất lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ, nó làm nó phát sanh, nó tạo ra những cái lộ tình tâm mà khác biệt nhau, cho chúng ta thấy được là có bốn cái vấn đề nó là như vậy. Và chưa viết xong chưa, xuống dòng rồi ha, tiếp tục ha, đánh qua thị rồi dòng cái. Một trong năm cảnh trần mở ngoặt cảnh ngoại, đóng ngoặt lại. Một trong năm cảnh trần, cảnh ngoại đó, đóng ngoặt lại. Một trong năm cảnh trần soi chiếu thẳng vào một trong năm môn, soi chiếu thẳng vào một trong năm môn, với sự tác động mạnh cực rõ, một trong năm cảnh trần soi chiếu thẳng vào một trong năm môn với sự tác động mạnh cực rõ. Làm phát sanh lộ tâm rất lớn. Làm phát sanh lộ tâm rất lớn. Tức là một trong năm cảnh trần, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, tức là một trong năm cảnh này nó soi chiếu thẳng vô, nó đi thẳng vô một trong năm môn. Ví dụ như cảnh sắc thì nó chiếu thẳng vô cái gì, vô nhãn môn, nó chiếu thẳng vô nhãn môn rất là mạnh mẽ, nó tác động sự mạnh mẽ thì bắt đầu tạo nên cái lộ trung tâm một cảnh rất lớn là một. Rồi xuống dòng, gạch dòng cái làm phát sanh bảy loại tâm khách, làm phát sanh bảy loại tâm khách. Làm phát sanh bảy loại tâm khách. Như thế nào là tâm khách?
không khách là khách là người ở ngoài vô, tức là mình mời người nào tới nhà, ví dụ như giờ mình triều mời ai tới nhà chơi thì người đó là khách. Thì cũng vậy, tâm mình cũng vậy đó, cái tâm chủ của mình là cái tâm hộ kiếp, là thuộc về tâm chủ. Nhưng mà khi có cảnh tới tác động vô thì bắt đầu những cái tâm khác sanh khởi, nó phát sanh. Thì những cái loại tâm mà ngoài cái hộ kiếp nó ra nó phát sanh thì được gọi là tâm khách. Quý vị nắm được không? Và tâm được mời tới, được do cảnh tác động rồi nó sanh tới, nó sanh lên đó, thì được gọi là tâm khách. Nắm được chưa? Ok ha, rồi xuống dòng đánh cái vòng tiếp tục. Vòng tiếp, mình đánh vòng tiếp nữa. Cảnh đi vào, xúc chạm vào ngay sát na sinh. Cảnh đi vào, xúc chạm ngay sát na sinh của tâm hộ kiếp vừa qua. Cái chữ Ati Tathagata là hộ kiếp vừa qua, tức là khi cảnh phát sanh, một trong năm cảnh nó phát sanh đi vào, thì cái lúc đó cái tâm mình đang ở trạng thái hộ kiếp, là tâm chủ, tâm chủ thì nó đang trạng thái hộ kiếp sanh nhiệt thì khi cảnh nó vô, nó xúc chạm vô ngay cái sắc na đầu tiên, sắc na sinh, sắc na tiểu, sắc na sinh của cái tâm hộ kiếp. Khi nó xúc chạm vô cái tâm đầu tiên của tâm hộ kiếp đó, thì được gọi là tâm hộ kiếp vừa qua. Ati Tathagata tức là cảnh khi xúc, có sự cảnh xúc chạm vô thì ngay cái sắc na đó được gọi là sắc na tâm hộ kiếp vừa qua, cảnh xúc chạm vô. Nắm được quý vị? Yeah. Rồi xuống dòng tiếp ha, tiếp tục ha, lên cái vòng tiếp. Cảnh sắc mở mặt, thinh hương vị xúc, thinh khí vị xúc, cảnh sắc mở mặt, thinh khí vị xúc, mở mặt lại, lấy cảnh sắc làm tiêu chuẩn ha, để mình dễ nói chuyện ha. Cảnh sắc mở mặt, cái thinh khí vị xúc mở mặt lên. Đồng sanh với hộ kiếp vừa qua, đồng sanh với hộ kiếp vừa qua. Phải. Đồng sanh với hộ kiếp vừa qua. Phải. Kịp chưa? Tiếp theo sau với hai sắc na hộ kiếp. Tiếp theo sau với hai sắc na hộ kiếp. Tiếp theo sau với hai sắc na hộ kiếp. Hai chấm. Hộ kiếp rúng động. Hộ kiếp rung động. Một là hộ kiếp rung động. Phá quần ra cha la nát. Hộ kiếp rung động. Kiếp cái chữ đi vào ha. Hộ kiếp rung động. Phá quần ra cha la nát. Hai hộ kiếp dứt dòng. Quần gấp bạch chề đá. Quần gấp bạch chề đá. Quần gấp bạch chề đá. Hộ kiếp dứt dòng. Rồi tâm khách mới sanh lên. Rồi tâm khách mới sanh lên. Rồi giờ ghi lại nguyên câu ha. Cảnh sắc
đồng sanh với hộ kiếp vừa qua, tức là khi cảnh sắc nó vô, nó như nãy mình nói là nó chiếu thẳng vô rồi ngay cái và đụng vô ngay cái sắc na sanh của hộ kiếp vừa qua. À, khi được vô đó rồi nó sanh đồng sanh sanh phát sắc pháp sanh ngày đó, rồi sau đó là tiếp theo là sắc na hộ kiếp rung động, bởi vì có cảnh sắc vô thì nó làm cho cái sắc na tâm hộ kiếp nó bị rung động lên, à, thì gọi là phá quăng gá chá la nát. À, hộ kiếp rung động xong rồi đó diệt xuống, rồi tới hộ kiếp dứt dòng sanh khởi phá quăng cái bách chề đó, à, thì gọi là dứt dòng, bởi vì tới đây là cái dòng hộ kiếp nó chấm dứt, à, sắc na này xong là chấm dứt thì đặt tên là hộ kiếp dứt dòng. Nhưng mà thực sự nó cũng là một cái hộ kiếp rung động, tức là nó có sự rung động hai lần, à, rung động hai lần ha. Nhưng mà cái sắc na cuối cùng của hộ kiếp thì à, được gọi là hộ kiếp dứt dòng phá quăng cái bách chề đó. À, khi nó dứt dòng hộ kiếp xong rồi cái tâm khách mới sanh lên, tức là những cái loại tâm khác mới sanh lên ngoài cái hộ kiếp đó, thì được gọi là tâm khách. Nắm cái cơ bản này trước ha. À, tức là khi cảnh sắc nó sanh lên, nó đụng vô cái hộ kiếp vừa qua, là ngay cái sắc na sanh nó đụng vô vừa qua, thì lúc đó sắc pháp nó sanh theo đó. À, rồi tiếp nó sanh tiếp tục, sau đó là hai sắc na hộ kiếp rung động phá quăng cái chà la ná, và hộ kiếp dứt dòng phá quăng cái bách chề đó. À, rồi dứt dòng diệt xong rồi mà những cái tâm khác ngoài cái hộ kiếp ra sanh lên, thì được gọi là tâm khách sanh lên. Tấm lên quý vị, alo cho biết về. Này ha, dễ ủi ha, đâu có ai đâu khó ha. Dễ ủi. Rồi, xin chào, đánh cái bàn tiếp. Có 3 phương thức, 2 chấm. Bây giờ có 3 phương thức. Ba phương thức. Bây giờ. 1. Chót na cảnh. Chót na cảnh. Na cảnh thì mót á, là chót na cảnh. Chót na cảnh cái chữ này. Ba đà lầm ba đá. Chót na cảnh. Là chót là cuối cùng của lộ trình tâm, tức là lộ trình tâm sanh khởi tới cuối cùng của lộ trình tâm, à, thì cuối cùng đó nó có na cảnh, tức là có cái tâm mót theo chót na cảnh, à, là cái thứ nhất. Giờ rồi thứ dòng thứ hai là chót động lực, chót động lực là cháo đá, chót động lực cháo đá. Chót động lực, chót ma cảnh, chót động lực. Chót ma cảnh, chót động lực. Động lực. Chưa nghe rồi, tiếp theo là chót hộ kiếp khách, à, cho hộ kiếp khách, cho hộ kiếp khách. Khi đợi chút xíu tôi tìm lại cái chữ hộ kiếp khách, nó chạy ra mất tiêu rồi. Cho hộ kiếp khách, khoan khoan lại chút xíu. Hộ kiếp khách nó copy cái chữ này nha. À, hộ kiếp khách, à, gần túc cấp phá quần gá, cho hộ kiếp khách. Ghi lại rõ ràng nha. Có 3 phần thức. Chót na cảnh, ta là lầm ba ná. B, chót động lực, chót ná. C là chót hộ kiếp khách, à, gần tư cấp phải bằng gá. Rồi thì gom 3 cái đó lại, ghi lại rõ ràng nguyên câu rồi.
Yeah. Rồi, như vậy là chúng ta có ba cái phương thức để làm phát sanh cái lộ từ tâm. Nó có ba phương thức, lộ tâm lộ ngũ môn đó, chót có na cảnh, tức là có cái tâm mót để nó hưởng cảnh dư tàn của cái động tốc, nó hưởng cảnh dư tàn thì gọi là chót mót hay là chót na cảnh. Có trong sách, có một số sách là dịch là đồng sở duyên, là cùng với lại duyên cùng với lại động tốc để mà hưởng được cảnh dư đó, đó là kiểu đồng sở duyên. Nhưng mà thông thường tự dùng chữ na cảnh nhiều hơn. Rồi chót động lực là chót nó không có na cảnh, nó không có cái na cảnh lên thì là chót động lực thôi, với động lực là hết dòng lộ từ tâm trở về hộ kiếp lại. Hoặc là chót có hộ kiếp khách, tức là lúc này đó, cái khi mà động tốc nó sanh lên đó, thì nó sẽ không là na cảnh nữa, mà nó sẽ là một cái sắc na, gọi là sắc na hộ kiếp khách. Tức là hộ kiếp, mà hộ kiếp này không phải là hộ kiếp trong cái đời sống bình thường của mình, không phải là hộ kiếp của tâm tục sinh hay tâm tử, mà nó là hộ kiếp khác ngoài vô, nhảy vô để nó làm giống như lót giữa cái cục đệm đó, để cho cái lộ đường tâm mình nó chuyển biến. Thì cái này khó hiểu, từ chúng ta sẽ học tiếp theo về lộ trình tâm có hộ kiếp khách nó sẽ diễn tiến như thế nào ha. Thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ thấy mình có được một số cái tổng lược cho chúng mình biết là đối với là lộ ngũ môn thì có một trong năm trần cảnh nó sẽ chiếu thẳng vào trong cái một trong năm môn này của mình, nó tác động mạnh mẽ như thế nào để làm phát sanh cảnh rất lớn. Thì từ đó nó phát sanh ra những cái loại tâm khách đi vào như thế nào, rồi cái cảnh nó đi vào, nó chạm vào trong cái lộ trung tâm hộ kiếp của mình sẽ như thế nào, diễn biến như thế nào, vân 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 vân. Thì cuối cùng là chúng ta sẽ có ba cái phương thức là chót na cảnh, chót động lực và chót hộ kiếp khách. Thì như vậy đến đây là chúng ta ngưng để mà mình đọc đi lại, mình chiêm nghiệm được cái sơ đồ này trước ha, cái sự tổng quát này. Rồi tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu đi vào diễn biến của lộ trung tâm qua năm môn cảnh rất lớn một cách chi tiết hơn. Thì hôm nay tới đây là cũng vừa phải lẽ ha, vậy ha, cũng quá nhiều ha, học tới đây là phải cần phải để ý mình nắm được cái chi tiết cho nó tốt đẹp. Rồi hôm nay mình ngưng ở đây ha, do phước báo mà hôm nay mình học đây, nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thể. Bao tu sập bà măng ngà lăng rạc khanh tu sập bà đê bà ta sập bà bụt bà nụ bà vè nà sà ra sò tì bà quanh tu tê. Bao tu sập bà măng ngà lăng rạc khanh tu sập bà đê bà ta sập bà mà nụ bà vè nà sà ra sò tì bà quanh tu tê. Bao tu sập bà măng ngà lăng rạc khanh tu sập bà đê bà ta sập bà sẵn ca nụ bà vè nà sà ra sò tì bà quanh tu tê. Mô ta yá, mô ta mạy, mô sẵn ca yá. Rồi, hôm nay chúng ta đi vào trong cái lộ trình diễn tiến của tâm rất là phức tạp, rất là chi tiết ha. Hay chúng tôi nghĩ là không nên học lướt, không nên học lướt những cái vấn đề này, bởi vì học lướt rồi cuối cùng mình không hiểu được gì. Chúng ta chịu khó học từ từ ha, học chậm 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 để mình hiểu được cái diễn tiến của tâm rất là khó. Mà mình lướt qua, nói sơ sơ qua thì cũng được thôi. Hồi xưa chúng ta học là mình chỉ lướt thôi để mình nắm được cái khái quát, ví dụ như lộ tâm ngủ ngon, lộ tâm ý bôn, mà lướt qua rẹt rẹt trong vòng tiếng hồ là mình học hết lộ trình tâm, học hết lộ trình tâm xong rồi mình ngủ luôn, đắc ngủ thiền, không đắc ngủ thiền luôn. Cái này là mình cần phải kiên trì ha, từ từ có thể kéo dài vài tháng mình nắm được. Hy vọng là giờ tới cuối năm, nay tháng mấy rồi, nay cuối tháng 8 mà 9 tháng 10 vài tháng mình có thể dứt điểm, cho là cuối năm là mình dứt điểm cái lộ trình tâm này, đi từ lộ ngủ diễn tiết lần vô tới lộ ý, lộ ý môn, rồi xong từ lộ ý nó phát sinh những cái lộ tu tập thiền như thế nào, lộ chứng đạo quả như thế nào, lộ phản kháng thiền như thế nào, lộ đắc đạo như thế nào, nhiều lắm, nhiều thứ nhiều loại. Và có thể là liên lạc nhà cho Nguyễn Như có làm cái sơ đồ đó, thì gửi cho các bạn cái sơ đồ tổng quát về lộ tâm đó, rồi gửi cho các bạn coi cho biết, hoặc là post lên Facebook cho người ta coi, mọi người nắm được cái đó, tổng kết về cái lộ trình tâm.
Rồi thì như vậy hôm nay chúng ta đi vào chính thức. Hỏi gì hỏi đi. Trong bài học này đừng hỏi ra sai quá, đừng mất công rối tư tưởng. Rồi xin xuống mic. Dạ Nam Mô Phật Thầy, dạ Nam Mô Thầm mà, dạ Nam Mô Sanh Khai, dạ dạ con kính chào thầy đạo tràng. Dạ thầy, thầy con hỏi cái tâm hữu phần đó thưa thầy, là nó là tâm chủ, nhưng có phải cái tâm hữu phần này cũng là cái tâm tái tục và cũng là cái tâm mệnh chung không? Và khi mà một cái dòng tâm thức ở ngoài hay là ngũ căn hay lỗ ý căn sanh khởi, thì cái dòng tâm, cái dòng hữu phần nó tự nó cũng có ba thời, giống như nãy thầy có nói là rúng động vừa qua, rúng động dứt dòng để cho cái dòng tâm đó nó sanh khởi. Con có thắc mắc như vậy, con không biết thì con xin trao mic lại. Xa đó, xa đó. Cái tâm hữu phần hậu kiếp á, đây là hậu kiếp á, hữu phần á, pháp bằng cá, nó chính là tâm tục sinh. Khi mình tục sinh tâm nào thì nó làm việc hậu kiếp tâm đó. Tục sinh một sát na sẽ lên, xong đó nó trở qua thành một cái nhiệm vụ khác, tức là nó là hậu kiếp. Nó gìn giữ đó là tâm chủ, làm những cái sống, cho tới khi cuối cùng cuộc sống tử thì cũng là nó luôn. Tức là nó có làm ba nhiệm vụ: tục sinh, hậu kiếp và tử, là ba cái nhiệm vụ này của cái tâm hậu kiếp này. Nó có ba phần sự vậy, mình biết rõ là vậy ha. Thì trong cái đời sống bình nhật mình á, thì cái này nó là tâm chủ. Rồi những cái tâm khác sanh lên ngoại này thì được gọi là tâm khách. Tâm khách nó sanh lên. Thì khi có cảnh với lộ ngũ môn, khi mà cảnh nó vô thì nó rúng động vô, thì lúc đó được gọi là hậu kiếp vừa qua. Khi nó truyền cái tín hiệu vô, nó đụng vô cái dòng tâm thức mình á. Ví dụ như hậu kiếp mình, giống như mình diễn tả một cái sơ đồ nó đang chạy đều ha. Giống như cái gì đường xin á, nhẹ nhàng đều thì có cảnh vô làm cho chấn động lên. Cảnh vô thì lúc đó đụng vô đó là hậu kiếp vừa qua, rồi xong cái rung động. Rung động xong cái dứt dần hậu kiếp. Thì như vậy đó là tới đó là cái tâm chủ nó ngưng. Những cái tâm khách nó từ đó nó sanh lên. Thì như vậy hậu kiếp là tâm tục sinh và cũng là tâm tử. Nhưng mà tử rồi sanh nó lại không phải nha. Nó chỉ trong cái thời điểm trong cái đời sống hiện tại này thôi. Tục sinh, hậu kiếp, tử cùng một loại tâm. Nhưng mà khi mà tử xong rồi sanh lại thì cái tâm tục sinh đó là tâm khác à. Nó là một cái loại tâm tục sinh do nghiệp nó phát sanh khác nữa, chứ không phải là cái tâm tử đó. Nắm về chính xác ha. Rồi cái sơ đồ gì trước có đưa làm cái sơ đồ đó, cái bản tổng kết lộ trình tâm, chứ không phải buổi học này. Cái tổng kết là mỗi tâm có bao nhiêu lộ gì trước có làm đó đó. Thì có, nếu được post lên cho quý vị nắm được cái bản đó cho nó dễ coi, mình học mình dễ thấy. Đó là cái vấn đề như vậy. Rồi như vậy là chúng ta từng từ mình đi bước sâu vô trong vườn hoa chánh pháp đó, nhặt từng cánh hoa rơi, từ từ mình đi sâu vô, lần mình sẽ đạt được những cái sự lợi ích rất là tốt đẹp trong cái đời sống hiện tại của mình. Hiểu được, nắm được cái lộ trình tâm này rất là thú vị quý vị, rất là tuyệt vời, hay lắm, hấp dẫn. Mà nó lại khổ, nó đặc biệt cái chỗ là mình có hết chứ, trong tâm mình có đầy đủ, không thiếu gì hết. Nó là của mình, nó nằm bên trong mình mà mình nói giờ mình không biết, giờ mình học ra mới lôi ra. Khó chứ ảo thì nó khó. Tâm xanh lên thì giống như trạm xe lửa đó. Hết trạm này tới trạm khác, hết trạm này tới trạm khác. Dễ ủi. Chưa, rồi. Rồi, ok, rồi mời. Hôm nay chúng ta tạm ngưng đây ha. Học nhiều quá, khùng luôn. Rồi, mời Đông Kiều lên đọc kinh nội hướng. Rồi, chúng ta đóng rung. Xin mời cả lớp đọc hồi hướng sau khi nghe pháp. Bát-ti-đà na-ga tha dạ tê va ta sam ti vi hi na ra wa si ni tu pe ka re bồ yin ka re ta hình ta hình
ta tham ma ta ra ne tam pha va tu pu chi ta sa te ta ra te ta vi quy ha ra na na la re thế ra chẳng mất cha na va ca cha di ca mô cha ra ni ca đà na ma te u pa sa ca kya ma cha te sa ni kya ma cha e cha ra sapa na phu ta sukita kawan tu te chala pu cha ye di cha anasasa wa sasan se ra cha ta atha go kappa di cha niya di cha dhamma wa atin cha te sape di tu tu kha cha sa ra tu sa cha kha ya a tu chi ra sa tăng tham mô tham mắt ta ra cha túc mục cha ra sanh khổ hồ tu sa tham mắt lô va a tha ya cha a tha ya cha am hề ra ca tu sa tham mô sa bề đi tham ma cha ri lo bu tình sam ba bu hề ya tham ma li ya pa về đi tề yang kinci kusala kamma katappam kiriyang mama kadena vaccha manasa tidasse suratang katang ye satta sanino attiye cha satta asansa nino katanam punya phalam mayam sabbe pagi pawan tupe ye tang katang suy đi tăng đi nàng buồn mẹ pha lòng mất già về cha tất ta đã trả đàn tin để qua cánh mạng tỏ như về đã dừng sắp đời đồ cam hi dê sát ta chỉ hoàn ta hạ ta hệ tu ca mất đồ nhằm phổ cha nàng sắp đời là phản tu ma la về ta xa tí idam akkhaya dana asaukhaya pamana mohu adatta idam noya idam hotu sukhita dunya tayo idam noya idam hotu sukhita dunya tayo idam noya idam hotu sukhita dunya tayo sa tu sa tu sa